Mừng các bạn đã đến với kênh tin học dành cho giáo viên Bùi Duy Phương. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, hãy kiểm tra chắc chắn rằng xem bạn đã bấm vào nút đăng ký kênh và nút like chưa để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Xin chào các thầy cô, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái cách gõ logarit bên trong phần mềm ChatGPT nha. Ví dụ muốn gõ logarit thì chúng ta làm như nào? Thì mời mọi người quan sát vào cái hướng dẫn sau đây của ChatGPT. Thì trước hết là nếu mà chúng ta muốn gõ logarit cơ số logarit tự nhiên, tức là cơ số y của một số, thì cần chúng ta chỉ cần gõ là logarit bằng cách là gạch xương log, sau đó là gõ của số nào thì cho số đó vào trong ngoặc đơn, ví dụ như là logarit của x đó, thì chúng ta chỉ cần gõ là xương log x như thế này. Với logarit logarit với cơ số đặc định thì chúng ta sẽ có, ví dụ như là nếu muốn gõ logarit với cơ số khác, ví dụ như là logarit của cơ số 2 của x, thì chúng ta sẽ gõ là log gạch dưới này, log cơ số chúng ta sẽ dưới bằng bằng chữ gạch dưới, cơ số 2 thì gạch dưới, sau đó số 2 cho vào bên trong một móc, rồi của số nào thì cho số đó vào trong một đơn. Ví dụ gõ như thế này thì chúng ta sẽ được là logarit cơ số 2 của x y. Tương tự như vậy, logarit tự nhiên của x cộng y chúng ta chỉ cần gọi là log x cộng mở ngoặc x cộng y như thế này. Nếu như logarit cơ số 10 của x thì chúng ta sẽ gõ là gạch dưới log log, xong đó gạch dưới cơ số nào thì cho cơ số đó vào trong ngoặc móc nhọn này, và cho cơ của số nào thì cho số đó vào x. Logarit cơ số a của biểu thức x bình cộng y bình thì chúng ta sẽ có là logarit cơ số a của x bình cộng y bình. Nào bây giờ chúng ta cùng nhau luyện tập. Ví dụ chúng ta là gõ là logarit của m thì chúng ta chỉ cần là xược log, sau đó mở ngoặc của số nào chúng ta sẽ cho số đó vào trong ngoặc như thế này, thì chúng ta sẽ, đây là cơ số tự nhiên, logarit tự nhiên. Ok, logarit cơ số 10 chúng các bạn chỉ cần biết như này. Thế bây giờ chúng ta muốn logarit cơ số 20 của a bình cộng b bình thì làm sao, đúng không? Thì đầu tiên là gạch log đấy, sau đó cơ số thì nhớ là gạch dưới, cơ số bao nhiêu cho cơ số đó vào trong móc nhọn, ví dụ cơ số 20 của số nào thì cho số đó vào bên trong ngoặc đơn, ví dụ như là a bình a 2 cộng b 42 rồi cho đóng ngoặc đơn lại. Vậy là bạn đã sử dụng đúng. Bây giờ logarit cơ số m nha, ví dụ logarit cơ số nào gạch dưới số m thì cho m đóng ngoặc lại móc lại, của số nào cho số đó vào ngoặc nhọn, ví dụ của là 2x bình phương trừ 3 bình phương trừ đi 3, đóng ngoặc đơn lại và enter. Cảm ơn bạn đã xem hết video của thầy Bùi Duy Phương. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở chính giữa màn hình hoặc xem những video ở phía bên trái hoặc phía bên phải trong màn hình của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video thú vị tiếp theo.